Trải qua một năm nhiều biến động, HTV Co-op tiếp tục đồng hành cùng quý khách hàng bằng chương trình Tết Sẻ Chia. Tặng nồi cơm Ford Super 3,2 lít trị giá 280.000 đồng và nhiều quà tặng giá trị khác. Tết là để thảnh thơi, sử dụng các combo món ngon từ thương hiệu Co-op Select để chăm lo cho bữa ăn cả gia đình. Gia tăng lợi ích, tích thêm doanh số cùng HTV Co-op chỉ trong Tết này. Gọi ngay, gọi ngay! HTV Co-op, kênh mua sắm tin cậy, nay đã phát triển đa kênh, mua sắm tiện lợi, thoải mái, an toàn, sản phẩm đa dạng, chất lượng, giá tốt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giao hàng nhanh chóng tận nơi. Thể hiện tình thân, tri ân đối tác, giỏ quà Tết HTV Co-op 2021, đẹp, đa dạng, sang trọng, thương hiệu uy tín, chiết khấu hấp dẫn lên đến 15%. Gọi ngay 028-455-8899 hoặc truy cập website, Zalo, fanpage, HTV Co-op, alo là có, giá khỏi lo. Dẫu cho cuộc sống luôn nghiệt ngã, nhưng còn đây tiếng cười sau nước mắt. Vượt tháng gian nan, nồng thắm nào vẫn rực rỡ. Đời ta mãi xanh cùng cây, thiết tha nào còn dịu đưa tình ta. Chặt lấy những ủ ấm, những mộng ước, những hạnh phúc bên mình. Tựa đời cây mãi xanh hơn.